rất là nhanh chóng luôn, rất là nhanh chóng, rất là tò anh em. Bộ kẹp rất là chắc chắn nè. Ồ, chắc rất là chuẩn luôn anh em, thấy không? Ok, quá tuyệt vời luôn. Còn không mua nữa, chắc chừng nào mua đây anh em. Xin chào anh em, mình là Duy. Máy móc Nam hôm nay mình sẽ có một cái giới thiệu về con máy cắt sắt của hãng Deston. Con này là con máy cắt sắt 355 và con khỏe nhất của Deston hiện nay đang có. Đây là dòng máy cắt sắt mà công suất 2800W, full nha anh em, full. Và công suất của máy anh em theo anh em xem nè anh em. Mã của nó là máy cắt sắt Deston model DK355. Dòng này là công nghệ metal của Đức nha anh em ha. Ở nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, bên mình luôn luôn công khai về cái chất lượng của máy cho anh em. Thì công suất của nó là 2800W full nha anh em. 3900 vòng trên 1 phút, rất là nhiều, rất là khỏe luôn. Sử dụng đá 355. Và anh em nhìn tổng thể con máy nè. Nhìn tổng thể con máy thì anh em sẽ thấy một con máy cực kỳ là xịn sò và chất lượng. Chất lượng từ những chi tiết nhỏ nhất như là máy nè, khung nè. Anh em thấy không? Rất là xịn sò luôn anh em ha. Ở dưới đây thì mình đã có một cái bộ đế cực kỳ dày và cực kỳ xịn sò của hãng Deston. Ở đây thì có dán chữ Deston Metable luôn. Công nghệ này thì nó nhà máy sản xuất này thì nó có ra đời từ năm 84 anh em ha. 84. Rồi. Khi mà sử dụng thì anh em mình sẽ có một bộ kẹp để mà mình thể cụp máy xuống một cách nhanh chóng nhất nha. Ôi. Đó anh em nhìn sơ qua con máy ha. Máy có ba cái cử khác nhau. Anh em xem nha. Đó. Độ há rất là lớn rồi. Ngoài ra anh em nếu mà cắt gốc thì anh em có thể lùa về phía sau với ba cái góc, các độ góc khác nhau, thì anh em mình có một cái con máy hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo luôn. Đó, để anh em mình có thể làm việc. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái eto kẹp nhanh như thế này. Đó, rất là chắc chắn luôn ha. Rồi, anh em mình nhìn xem. Còn phía bên hông anh em nhìn nha. Con máy với một motor lớn như thế này, nó chạy ra luôn cả một cái chạy ra ngoài luôn cả cái khung luôn, anh em thấy là nó lớn cỡ nào ha. Ngoài ra thì chúng ta còn có một tay cầm phụ để có thể dễ dàng di chuyển sách đi. Đó, anh em thấy không? Rất là dễ dàng ha. Với một con máy như thế này anh em biết bao nhiêu ký không? Để cho anh em xem luôn sự rõ ràng luôn nè. Đấy. Đây anh em. 19 ký, máy nặng 19 ký nha anh em ha. Máy nặng 19 ký lận, rất là lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Đó, và cũng có thể nói là khủng nhất hiện nay của hãng Deston. Đó, con này thì thực sự rất là êm ái, khởi động rất là dễ dàng luôn. Và con máy này hiện tại máy móc Nam đang bán ra thị trường với giá là 2.500.000. 2.500.000 nha anh em ha. Với một con máy chất lượng như thế này, anh em mình có thể nói là một con máy an toàn nhất cho anh em hiện nay mà muốn mua để làm nghề, anh em xây dựng, anh em cơ khí nha. Rồi, để anh em mình có sự trải nghiệm tốt hơn, mình sẽ thử cắt cho anh em xem thử coi khả năng cắt của máy nó có tốt như là anh em đang mong chờ hay không ha. Giờ mình sẽ khởi động máy để cho anh em nghe thử coi tiếng máy chạy như thế nào ha. Rất là đã luôn anh em. Thứ nhất là lò xo nãy rất là tốt luôn. Đó, bây giờ mình cùng anh em trải nghiệm cắt thực tế con máy này nó như thế nào ha. Giờ mình sẽ cắt cho anh em xem nha. Ôi, cắt rất là đã nha anh em, rất là nhanh luôn. Thử hộp lớn hơn cho anh em xem nha. Có bài nha anh em, có bài nhưng mà rất là ít. Thử cắt lại thêm một lần nữa cho anh em xem nha.
rất là đã luôn nha anh em ha. Còn 1/3 nhỏ thôi. Với một số anh em khi mà làm á, đôi khi anh em cần tiết kiệm thời gian, anh em bỏ rất là nhiều cái sắt vào cùng lúc nó cắt, thì giờ mình trải nghiệm cùng cái chất lượng như thế này cho anh em xem nữa coi nó có được không anh em ha. Nhẹ nhàng lắm anh em, một con máy khỏe như thế này thì anh em mình làm nghề thì tuyệt vời luôn. Rồi quá đã luôn anh em đó, rất là ít bay luôn. Cái ai nữa cắt nhanh nữa. Đó, nãy giờ anh em cũng đã coi cái chất lượng của con máy cũng như là con máy như thế nào đúng không ạ. Giá thành hiện nay con máy sắt đế tông đang bán với giá là 2.500.000, bảo hành là 6 tháng. Anh em ở xa thì bên mình vẫn giao về tận nơi cho anh em, nên anh em nào mà đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm này á, liên hệ trực tiếp qua hotline phía trên hoặc là đến địa chỉ 1095 quốc lộ 1A phường Bình Trị Đông A quận Bình Tân nha anh em á. Xin chào anh em và hẹn anh em với những video tiếp theo, với những chương trình khuyến mại tiếp theo nha. Chào anh em.